Thông tin tiếp về sự trở về của đoàn thuyền viên tàu Sài Gòn Queen bị chìm tại vùng biển gần Sri Lanka, sáng 7 tháng 11, 8 thuyền viên của tàu Sài Gòn Queen đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, đến thời điểm này, 16 thuyền viên của tàu Sài Gòn Queen đã về nước. Khoảng 11 giờ 30 phút, những thuyền viên đầu tiên trong số 8 thuyền viên của tàu Sài Gòn Queen đã có mặt tại sân bay trong niềm xúc động của gia đình và người thân. Sau đó, các thuyền viên còn lại lần lượt xuất hiện. Các thuyền viên khá mỏi mệt sau chuyến đi dài. Tuy nhiên, đại diện công ty vận tải biển Sài Gòn cho biết sức khỏe của các thuyền viên khá ổn định. Đại diện công ty cũng cho biết, sáng ngày 6 tháng 11, 3 thuyền viên đầu tiên của tàu Sài Gòn Queen đã trở về Việt Nam. Chiều cùng ngày là 5 thuyền viên. Cho đến thời điểm trưa ngày 7 tháng 11, 16 thuyền viên đã về đến Việt Nam. 2 thuyền viên nữa cũng sẽ có mặt tại Việt Nam trong buổi chiều hôm nay, ngày 7 tháng 11. Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo thông báo về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha với thời hạn 4 tháng về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự. Để thông tin rõ hơn về quá trình phạm tội của hai đối tượng này, phóng viên truyền hình Thông tấn đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Long An. Trước tiên thì xin cảm ơn Thượng tá vì cuộc trao đổi này. Thưa Thượng tá, vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An đã có họp báo về việc bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin Thượng tá có thể cho biết rõ hơn về quá trình phạm tội của hai đối tượng này ạ. Đinh Nguyên Kha đó, khi vào trang mạng xã hội Facebook có kết bạn với Nguyễn Thiện Thành từ khoảng tháng 7 năm 2012. Thành và Kha thì thường xuyên trao đổi những thông tin có liên quan về tình hình tại Việt Nam. Và tên Thành tự giới thiệu về những hoạt động chống phá chính quyền Việt Nam và những vụ việc và bị lực lượng công an phát hiện y hoạt động và bị bắt giữ, y đã trốn sang Thái Lan. Quá trình trao đổi, tên Thành móc nối Kha tham gia vào tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước. Trước khi thời gian mà thực hiện cái việc câu kết với Thành thì Kha đã vi phạm vào cái án cố ý gây thương tích, đã bị xử án 2 năm tù nhưng chưa thực hiện bản án. Kha đã thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau. Lần thứ nhất, vào khoảng tháng 8 năm 2012, tên Thành trao đổi với Kha để chuẩn bị ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2012, tiến hành chiến dịch dán cờ vàng ba sọc đỏ, tức là cờ ngụy quyền cũ, và truyền đơn trên địa bàn tỉnh Long An. Trong ngày 1 tháng 9 năm 2012, Kha đã dán các khẩu hiệu và cờ vàng ba sọc đỏ tại khu dân cư Bệnh viện Đa khoa Long An, 2. Cổng lăng mộ Nguyễn Quỳnh Đức, khu dân cư Lợi Bình Nhơn và khu vực gần nhà của gia đình đối tượng tại ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Lần thứ hai, vào khoảng cuối tháng 9 năm 2012, Nguyễn Thiện Thành bàn bạc với Kha về việc thực hiện kế hoạch tán phát truyền đơn có nội dung kích động, xuyên tạc đảng, nhà nước. Thực hiện kế hoạch này, tên Thành đã giới thiệu Kha quen biết với Nguyễn Phương Uyên để phối hợp hành động. Rạng sáng ngày 10 tháng 10 năm 2012, Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên đến khu vực cầu vượt An Sương treo hộp chứa truyền đơn có cài đặt chế độ hẹn giờ trên thành cầu. Đến 7 giờ 15 phút, hộp chứa truyền đơn và cờ vàng ba sọc đỏ bung ra để chụp ảnh, quay phim hiện trường. Sau khi rời hiện trường, Nguyễn Đinh Nguyên Kha về Long An, Nguyễn Phương Uyên tiếp tục quay trở lại dùng máy điện thoại di động chụp ảnh cảnh lực lượng chức năng đang giải quyết vụ việc. Ngày hôm sau, Uyên soạn thảo bài viết miêu tả lại toàn bộ diễn biến của quá trình treo hộp. Các file ảnh này, bài viết này, Nguyễn Phương Uyên đã gửi cho tên Thành qua hộp thư Yahoo Mail. Kha còn khai nhận đã nghiên cứu mua hóa chất pha chế thành công thuốc nổ, kiến thức về nguyên lý hoạt động của các loại thuốc nổ do Đinh Nhật Quy, anh ruột của Kha, chỉ hướng dẫn, được Thành cung cấp tài liệu để nghiên cứu chế tạo vật gây nổ. Kha đã thử nghiệm gây nổ thành công 3 lần tại nhà cha mẹ ruột ở ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Khi hai bên đã trao đổi thống nhất với nhau sẽ dự định thực hiện tại đánh phá tại tượng đài Bác Hồ tại Cần Thơ.
Thứ hai, Nguyễn Phương Quyên thừa nhận vào khoảng giữa tháng 8 năm 2012, Nguyễn Thiện Thành cho Quyên biết sẽ tiến hành treo cờ vàng tại thành phố Tân An, tỉnh Long An dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2012, đăng lên mạng Internet thì Nguyễn Phương Quyên đề nghị được thực hiện tại địa bàn Bình Thuận bằng cách trực tiếp dán cờ, mang đi treo, chụp ảnh và gửi cho Thành theo sự hướng dẫn của Thành. Quyên đã thực hiện dùng bút chì sáp vẽ hình cờ vàng ba sọc đỏ trên nền giấy A4, bên dưới viết chú thích, dùng máu pha loãng viết tay trên tờ giấy trắng dùng chữ nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 20 tháng 8 năm 2012, Nguyễn Phương Quyên mang hình vẽ cờ vàng ba sọc đỏ và tờ giấy trắng ghi dòng chữ nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam trên đi dán một số điểm trên đường quốc lộ 28 thuộc địa bàn xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Ngày 10 tháng 10 năm 2012, đã cùng với Đinh Nguyên Kha rải truyền đơn tại khu vực cầu vượt An Sương, thành phố Hồ Chí Minh. Những hành vi đó đã được thẩm tra xác minh, cơ quan công an đã kết luận Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Quyên đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Thưa Thượng tá, ông đánh giá như thế nào về mức độ nguy hiểm trong hành vi phạm tội của hai đối tượng Uyên và Kha? Đây là hành vi rất nguy hiểm, liên quan đến an ninh quốc gia và xâm phạm đến an ninh quốc gia, thì cần phải xử lý đúng theo pháp luật. Thì pháp luật nói chung là nó cũng có cái mức nhất định của nó, tùy theo lệ thuộc vào thái độ khai báo, rồi nhân thân, nói chung là thấy được cái việc làm sai trái của mình để được là sớm được là Đảng và Nhà nước khoan hồng. Thưa Thượng tá, qua việc phạm tội của hai đối tượng này thì ông có suy nghĩ như thế nào về việc giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức cho thanh thiếu niên, đặc biệt là các em sinh viên khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường? Đối với vụ án này, sẽ tính chất mức độ hành vi nguy hiểm như thế mà liên quan đến lứa tuổi học sinh sinh viên, thì cái tình hình mà bây giờ là phát triển khoa học công nghệ, đây là một cái chuyện cũng rất cần thiết cho học sinh sinh viên. Nhưng đối với học sinh sinh viên thì chúng tôi làm thấy cần phải hết sức bình tĩnh trong nghiên cứu, vận dụng trong học tập, để đừng để cho đối tượng xấu lợi dụng, xúi bạo và rơi vào tình trạng như hai em vừa rồi. Và cũng có lời khuyên rằng các em, các cháu cần phải được nhà trường kết hợp với gia đình, xã hội để rồi giáo dục cái truyền thống yêu nước, có quan điểm lập trường chín chắn hơn. Xin cảm ơn Thượng tá về cuộc trao đổi vừa rồi với kênh truyền hình Thông Tấn. Ngày 7 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Khí hậu Năng lượng và Công trình Vương quốc Đan Mạch đã ký biên bản hợp tác ghi nhớ trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng trong các công trình xây dựng. Biên bản ghi nhớ hợp tác tập trung vào 3 nội dung chính, trong đó Đan Mạch sẽ giúp đỡ Việt Nam xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về hiệu quả năng lượng trong các công trình xây dựng, triển khai thí điểm mô hình đô thị xanh tại một số thành phố, từ đó nghiên cứu khả năng mở rộng ra phạm vi toàn quốc, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam xây dựng hệ thống xử lý chất thải và công trình tái chế chất thải trong xây dựng. Bộ Xây dựng Việt Nam mong muốn, trong thời gian tới, Đan Mạch sẽ tiếp tục dành nguồn viện trợ ODA cho Việt Nam, đặc biệt là đối với các dự án giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm phát thải trong lĩnh vực xi măng và tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng. Thưa quý vị, cạn kiệt tài nguyên nước là một trong những thách thức lớn nhất của Việt Nam khi nhu cầu sử dụng nước của người dân tại các đô thị ngày càng tăng. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại hội thảo Phát triển hệ thống sử dụng nước đô thị cân bằng thích ứng với biến đổi khí hậu được tổ chức sáng ngày 7 tháng 11 tại Hà Nội. Theo tính toán, tổng lượng nước bình quân đầu người theo năm ở Việt Nam là khoảng 9.500 mét khối một người. Để đáp ứng nhu cầu nước cho đô thị, cần một lượng rất lớn nguồn nước từ các lưu vực sông. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, thực tế hiện nay, ở hạ lưu của hầu hết các lưu vực sông,
suy giảm nguồn nước đang diễn ra ngày một thường xuyên hơn trên phạm vi rộng lớn hơn. Bên cạnh đó là tình trạng ô nhiễm nước ngày càng trầm trọng. Hiện nay tại quản lý tài nguyên nước chúng ta không theo cái nguyên tắc là quản lý theo lưu vực sông. Từng cái địa phương, mỗi địa phương nào thích làm như thế nào thì làm, kiểu dạng như vậy. Cho nên là thành ra cái anh đầu nguồn thì anh khai thác nước, anh xả nước thải ra mà không được xử lý thì anh phía sau lại phải hứng chịu. Cũng phải được tính toán lại là cái cân bằng nước như thế nào, nước ngầm và nước mặt. Thậm chí là có khả năng là chúng ta vẫn lấy nước ngầm nhưng mà phải có thể phải bổ sung nước mặt vào để tìm cách. Thế để làm như thế nào để chúng ta ổn định về mặt trữ lượng nước và cũng như là chất lượng nước. Đây là thách thức đối với nước đô thị. Tại hội thảo, các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm quản lý tổng hợp nước lưu vực sông như khai thác sử dụng nguồn nước đi đôi với bảo vệ nguồn nước, pháp lý hóa việc quy hoạch, thiết kế vận hành tối ưu các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện và đập dâng, có biện pháp bổ cập nước ngầm ở những vùng khai thác quá mức.